thái tử đệ tam phong tướng thần, quan thái tử đệ tam hùng binh quán cổ lạnh già dị thường. Chuyện nhà Nga tứ về thái phủ, tác toàn tác toàn
thức mừng địa phổ Diêm La. Địa phủ Diêm La thiên đình, địa phủ Diêm La tấu về cho tới vua cha Độc Đình, bốn vị chúa Thủy Tinh. Thank you.
พวกพอต่อมวันนั้นง่ายเหลือขาวพวกพอต่อมlong môn hổ phục nguyên
đâu 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 vốn xưa chầu trực trước bề tam cứu sinh độ oan kiếp người.
con chép đền lại ra thăm sở bắc khắp khắp vầng hồng soi sáng lan minh ngài con đưa thủy quốc động đình đệ tam thái tự giáng sinh đền dòng tại vương thẹn công đức mê hòa mãn hồng sinh thành tư tất ngày dũng nhà mời đệ tam mỹ vương quan thi phương diện mặt dung nhan đẹp khác thường.